Xin kính chào quý bác sĩ. Hôm nay rất là hân hạnh trong cái webinar cuối năm của Chi Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi được mời để chia sẻ những cái kinh nghiệm về điều trị F0 COVID-19 ở tại nhà, những vấn đề nào cần thiết phải lưu ý. Trong năm 2011 vừa qua thì chúng ta đã trải qua một cái trận đại dịch rất là lớn, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và bản thân đã tham gia trong một cái đội hình khá là lớn để điều trị F0 ở nhà, thì cũng có một số ít những cái kinh nghiệm rất mong là sẽ chia sẻ ở đây để cùng với các bác sĩ chúng ta sẽ tìm được một cái giải pháp tốt nhất để điều trị F0 tại nhà trong cái khuynh hướng hiện nay chúng ta đang thực hiện trên cả nước. Thì cái nội dung phần trình bày của tôi thì gồm có 4 phần. Thứ nhất là cái bệnh này thì thật sự đây là một cái nhóm bệnh nó mới nổi và nó có cái sự thay đổi hàng ngày, nên cái việc mà chúng ta cần phải hiểu biết về những cái cập nhật về những cái vấn đề sinh lý bệnh và những cái vấn đề lâm sàng của bệnh nhân của cái bệnh COVID-19 rất là cần thiết. Cái phần thứ hai tôi muốn chia sẻ đó là những cái đặc điểm quan trọng trong vấn đề đánh giá lâm sàng ban đầu. Và khi mà đánh giá như vậy thì do chúng ta theo dõi từ xa, theo dõi tại nhà đó, thì chúng ta phải có những cái record, những cái phần thăm khám rất là kỹ lưỡng, không khác với lại những cái phần mà thăm khám mà trực tiếp mà trước đây chúng ta đã từng làm. Và đồng thời là phải có một cái sự hợp tác rất là tốt của bệnh nhân, và cuối cùng thì chúng ta có một số những cái kết luận. Thì cái phần đầu tiên là cái phần sinh lý bệnh và những cái mốc lâm sàng mà chúng tôi cần lưu ý. Thì các bạn cũng biết rằng là gì, cái con virus corona này bản thân của nó là một cái tế bào không có hoàn chỉnh, nó chưa phải là một tế bào, nó chỉ là một cái mảnh ARN thông tin và bao xung quanh là những cái cấu tạo protein, những cái phân tử protein của nó. Mà đặc biệt trong cái phân tử này á, thì có một cái thụ thể, cái protein gọi là protein gai. Cái protein này khi mà nhìn dưới kính hiển vi thì chúng ta tưởng tượng nó giống như là những cái gai ha. Và bản thân của nó khi mà muốn tiếp cận được với tế bào thì phải có một cái người người mở cửa ra, các cổng cho nó vào. Thì cái buổi tiếp cận đầu tiên đó là nhờ một cái thụ thể, đó là thụ thể ACE2. Thì chúng ta biết rằng là cái thụ thể này nó có rất là nhiều trong cái niêm mạc đường hô hấp. Và như thế thì đặc biệt là những cái niêm mạc đường hô hấp trên. Đó. Thì cái chuyện mà khi mà nó ức chế như vậy á, thì nó sẽ dẫn tới một loạt những cái do cái angiotensin 17 nó có vai trò rất là quan trọng trong cơ thể. Nó là một cái chất ức chế hiện tượng viêm, hiện tượng tăng sinh, hiện tượng xơ hóa, hiện tượng chết tế bào. Và angiotensin 17 nó cũng là một cái chất gây là giãn mạch. Nên khi mà nó ức chế angiotensin 17 thì nó sẽ làm gia tăng thêm những cái hiện tượng viêm, hiện tượng xơ hóa, những cái hiện tượng mà stress oxy hóa, hiện tượng chết tế bào, và đồng thời nó sẽ gây ra cái tình trạng co mạch. Như vậy khi mới bắt đầu tiếp xúc giao lưu với cơ thể chúng ta thôi là đã có thể gây ra một số những cái hiện tượng rắc rối như vậy rồi. Và không ngừng ở đó thì để nó sinh sản được thì nó phải xâm nhập vào trong tế bào của chúng ta. Và khi mà xâm nhập vào thì nó sẽ mượn mượn cái tế bào của chúng ta, mượn cái ribosome để nó tổng hợp trở lại những cái ARN thông tin, tổng hợp trở lại những cái protein. Nó hy sinh một con virus để mà nó có thể sinh sản ra hàng triệu cái con virus khác. Và trong quá trình sinh sản như vậy thì nó liên tục tiến hóa. Cho tới thời điểm hiện tại, từ cái chữ alpha ban đầu là chữ A, thì chúng ta đã có cái chủng gần gần đây nhất là chúng ta cũng biết rồi, đó là cái chủng mang chữ O. Có thể bỏ một vài cái chữ cái ban đầu nhưng mà cái chủng đang đe dọa chúng ta hiện nay là cái chủng mang chữ O, đó là Omicron. Và thông thường bình thường chúng ta sẽ có những cái phản ứng viêm để mà chúng ta chống chọi lại với virus. Tuy nhiên trong trường hợp của coronavirus này thì cái phản ứng viêm nó rất là dữ dội và nó tạo ra một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là cơn bão cytokine. Thì các bạn biết là từ cái đường hô hấp trên mà đi xuống tới cái đường hô hấp dưới thì cái chỗ mà cái virus nó tiếp tục nó tiếp cận và nó gây phá hủy làm cho chúng ta điêu đứng, đó chính là cái phế nang.
và đặc biệt là những cái hệ thống mô kẽ ở phía sau cái nang, hệ thống mô kẽ. Cái hiện tượng viêm này, nó con virus này nó không có đứng yên ở một chỗ đâu các bạn, nó có thể di chuyển đến nhiều cơ quan khác ở tất cả những nơi có cái cánh cửa ACE2 để nó mở vào, nó chui vào trong tế bào của chúng ta. Nó có thể đến não, nó có thể đến tim, nó có thể đến phổi, nó có thể đến gan, nó có thể đến ruột, nó có thể đến thận, đến bất kỳ nơi nào trong cơ thể. Và cái chỗ mà chúng ta đặc biệt quan tâm lưu ý nhất, mà cái chỗ mà sống chết của chúng ta, đó chính là cái phổi. Nhưng người ta lưu ý nhiều nhất là cái cơn bão này nó có thể xảy ra ở tại phổi. Và cái điều quan trọng kiên quyết nhất đối với các bác sĩ là chúng ta phải bảo vệ cái phổi bằng được ngay từ những giai đoạn đầu. Chứ chúng ta đừng để cho cái phổi nó tổn thương, khi nào nó đã tổn thương nặng không phục hồi thì cái mặc dù kẻ thù nó rút đi rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn để lại những cái di chứng rất nặng nề. Nhưng mà có thể chúng ta có thể nhận biết được khi nào virus nó tấn công đến phổi hay không, thì cái con virus SARS-CoV-2 này nó rất là khôn ngoan, nó rất là tinh ranh. Khi nó gắn vào những cái thụ thể ACE2 ở phổi á, ở những cái tế bào niêm mạc mà biểu mô mà ở phế nang đó, thì nó sẽ làm tê liệt cái hệ thống báo động. Bình thường trong cơ thể chúng ta khi mà cái tình trạng giảm oxy ở trong cơ thể giảm xuống thì lập tức những cái mạch máu ở phổi cũng như là những cái mạch máu ở những cái thể cảnh đó, nó sẽ báo động ngược trở lại những cái vùng mà trung khu hô hấp của chúng ta, và lập tức chúng ta sẽ có những cái phản xạ thần kinh để báo lên vỏ não cũng như là báo trở về những cái cơ quan để mà chúng ta tăng cái hoạt động hô hấp lên để chúng ta bù đắp lại cái tình trạng tạm thời, bù đắp lại cái tình trạng thiếu oxy đã có của chúng ta. Tuy nhiên là cái con corona này nó đã hát một cái bài hát gọi là silent hypoxia hay là happy hypoxia, và chính cái bài hát này nó ru ngủ cả bệnh nhân lẫn cả bác sĩ. Chúng ta không nhận biết được chúng trong cơ thể chúng ta đã thiếu oxy. Như vậy thì để nhận biết được cái này thì chúng ta phải có những cái biện pháp thăm khám và những cái biện pháp như thế nào để chúng ta nhận biết được cái tình trạng thiếu oxy rất là sớm. Như vậy thì chúng ta sơ lược cái mốc diễn tiến lâm sàng của COVID thì chắc các anh chị cũng biết rất là rõ rồi, thì nó thường xảy ra qua ba giai đoạn. Giai đoạn sớm là giai đoạn mà virus nó mới bắt đầu xâm nhập vào những cái hệ thống đường hô hấp trên hoặc là một số những cái cơ quan nhưng mà không quan trọng. Và cái trong giai đoạn này thì nó thường khởi phát những triệu chứng như một người bị nhiễm siêu vi ở đường hô hấp trên thôi. Tuy nhiên nếu đến giai đoạn thứ hai là khi virus đã bắt đầu tấn công vào trong cơ thể thì cái số người mà bị bước qua giai đoạn 2 có khả năng là từ 10 18 cho tới 20% những bệnh nhân sẽ bước qua giai đoạn thứ hai. Và trong giai đoạn thứ hai này thì các anh chị biết rằng là gì, cái tổn thương phổi nó có thể xảy ra rất là sớm, bắt đầu từ khoảng người ta nói có những tài liệu xảy ra sớm sau 4 ngày, nhưng cũng có những tài liệu nói rằng là có thể xảy ra trễ sau khoảng 10 ngày. Thì các anh chị thấy trên cái hình CT này ở một bệnh nhân, bệnh nhân này ở vào ngày thứ năm khởi phát của bệnh, triệu chứng khó thở không có rõ ràng, nhưng mà bắt đầu từ giai đoạn này chúng ta đã thấy những cái tổn thương rất là đặc trưng cho cái tình trạng mà corona đi vào trong cơ thể. Và nếu mà chúng ta không can thiệp kịp thời thì cái hiện tượng này nó xảy ra rất là nhanh. Các anh chị thấy tổn thương của bệnh nhân xảy ra rất là nhanh và đến giai đoạn cuối cùng không phục hồi được, tổn thương cái phổi trên 50% mà chúng ta thường gọi là hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, thì bệnh nhân có thể tử vong, và cái tỷ lệ tử vong có thể lên tới từ 2 cho tới 4%. Như vậy vấn đề rất là quan trọng, làm sao chúng ta nhận biết được cái bệnh nó xảy ra ở cái giai đoạn này và chúng ta tác động như thế nào để cho nó hạn chế cái tình trạng mà tổn thương một cái cơ quan rất là quan trọng, đó là phổi ha. Thì quay trở lại thêm một tí xíu về cái vấn đề mà sinh lý bệnh của bệnh này, thì chúng ta biết là gì, trong cái giai đoạn thời kỳ ủ bệnh cũng như là cái thời kỳ triệu chứng đó, thì chúng ta có cái sự gọi là xâm lấn của virus và nó mượn cái tế bào của mình để nó nhân lên rất là dữ dội. Thì trong giai đoạn này thì chúng ta cần phải
có những cái loại điều trị gì thích hợp để làm giảm cái sự sinh sản của virus, cũng như là chúng ta hạn chế những cái điều trị của cơ thể để mà ví dụ như những cái phản ứng viêm của cơ thể để mà chống lại cái sự sinh sản này. Đó, thì đó là cái vai trò của giai đoạn thứ nhất. Nhưng đến giai đoạn thứ hai thì cái hiện tượng viêm, các anh chị thấy cái đường màu tím này nó xảy ra càng ngày càng dữ dội, trong khi đó cái tải lượng, cái số lượng virus nó đi vào trong phổi, trong cơ thể của chúng ta ngày càng ít đi, nó không còn giai đoạn sinh sản nhiều nữa, nó đã khá đủ rồi. Thì cơ thể chúng ta có một cái hiện tượng viêm, nhưng mà hiện tượng viêm này nó xảy ra quá mức, không cần thiết phải nhiều như vậy. Như vậy ở giai đoạn 2 này thì cái việc điều trị chủ yếu của chúng ta là làm sao phải tác động những cái loại thuốc kháng viêm. Đó. Và cái hiện tượng viêm này nó có thể xảy ra thậm chí đến những giai đoạn mà cái số lượng virus nó cũng còn rất là thấp. Đó. Thì đó là những cái bẫy mà chúng ta có thể bị sai lầm. Chúng ta cài những cái thuốc điều trị ở những giai đoạn khác nhau. Đó. Và khi chúng ta cài những cái thuốc điều trị ở những giai đoạn khác nhau thì không những chúng ta không mang lại lợi ích điều trị, mà chúng ta vô hình chung có thể là gây hại thêm cho cơ thể. Như vậy thì việc xác nhận được ở cái thời điểm nào chính xác, ở những đối tượng nào, các anh chị thấy ở đây không phải tất cả các bệnh nhân đều bước vào những giai đoạn này, có những bệnh nhân không bao giờ bước qua giai đoạn thứ hai, nhưng có những bệnh nhân rất là dễ dàng từ ngày thứ ba thứ tư đã bước qua giai đoạn thứ hai, hoặc thậm chí có những bệnh nhân rất là dễ dàng giai đoạn thứ hai rất là ngắn và bước liền qua giai đoạn thứ ba. Như vậy thì làm cách nào để chúng ta nhận diện được ở mỗi bệnh nhân có một cái kiểu hình như thế nào, khi nào họ bước vào giai đoạn 2, khi nào chúng ta phải tác động bệnh nhân ở những giai đoạn sớm như vậy. Như vậy thì thời điểm để ngăn chặn virus corona vậy chúng ta thật sự là không có dễ tìm ra. Và vấn đề ở đây ai là sẽ là người giúp mình, cách nào sẽ giúp mình chúng ta phát hiện những cái thời điểm này. Đó. Thì chúng ta sẽ bước qua cái phần thứ hai sau khi đã nói rất là rõ những cái một số những cái điểm chính về về để mà các anh chị gọi là ghi nhận, để chúng ta có thể dùng những cái quan điểm, những cái lý thuyết đó để mà bước vô cái phần đánh giá điều trị ban đầu. Không bao giờ chủ quan ha, không bao giờ chủ quan, bởi vì cái con virus này nó đào sẵn những cái hố ha, và khi mà mỗi lần chúng ta chủ quan thì chúng ta lại rớt chân vô một cái hố. Và mỗi lần rớt chân vô một cái hố như vậy thì có thể là một cái tính mạng của một con người nó có thể bị mất đi. Ha. Bây giờ cái hố thứ nhất mà chúng ta có thể bị sảy chân là cái hố đầu tiên khi chúng ta chẩn đoán. Ha. Thì đương nhiên rồi, trong giai đoạn này thì rất là nhiều người bị cái bệnh COVID. Thì cái việc mà chẩn đoán một người COVID khá là dễ, ai cũng có thể chẩn đoán được. Vừa mới nghe nói sốt, ho, sổ mũi là mình đã có thể nói rồi, thôi rồi, coi chừng bị COVID. Ha. Nhưng mà có một cái hố đầu tiên là sẽ có những người, anh chị biết là gì? Những chẩn đoán phân biệt, ví dụ như một bệnh nhân có tiền căn CVD, người ta sốt, ho, khó thở, cũng chưa chắc họ đã nhiễm coronavirus, đúng nè. Một cái trường hợp viêm phổi do vi khuẩn khác, hiện nay hàng ngày vẫn có thể có những cái viêm phổi do những loại vi khuẩn khác, hoặc hiện tại đang cái mùa này là ở tại châu Âu nè, đang có một cái dịch kép, tức là gì, dịch nhiễm flu, hoặc là tại ngay tại Việt Nam chúng ta cũng vậy, cái mùa mà vừa qua trời mưa rất là nhiều đó, thì chúng ta có một cái dịch kép, đó là gì, dịch sốt xuất huyết. Như vậy bệnh nhân cũng có thể có sốt, bệnh nhân cũng có thể đau nhức người, rồi chúng ta lại chẩn đoán họ là coronavirus và chúng ta có thể bỏ lầm, bỏ sót những cái chẩn đoán khác. À, như vậy thì cái vấn đề là đôi khi ở trong cái giai đoạn quá hoảng loạn, chúng ta nhìn lầm ở đâu chúng ta cũng thấy là coronavirus. Nhưng khi chúng ta đã nhìn thực sự nó là coronavirus rồi thì cái điều đánh giá đầu tiên chúng ta phải rình, luôn luôn rình, đó là khi nào bệnh nhân có triệu chứng khó thở. Như vậy thì để mà xử trí bệnh nhân thì ở đây các chị thấy có những triệu chứng chắc chúng tôi cũng khỏi nói nhiều ở đây, các chị cũng biết hết rồi. Thì những cái triệu chứng này là những triệu chứng thông thường, nó xảy ra không phải bệnh nhân nào cũng giống nhau. Nhưng mà các anh chị thấy là nếu triệu chứng mà nó càng nhiều, càng có nhiều ở trong cơ quan, trong tất cả các cơ quan từ những giai đoạn sớm, thì chúng ta cũng có thể ngầm hiểu rằng là gì, chúng ta đang tiếp xúc với một cái em corona có bộ hơi bị khóa khá là quậy ha. Mà tại sao em này nó quậy? Bởi vì cơ thể chúng ta không ngăn cản được cái hiện tượng gọi là phát triển của virus, cái hiện tượng gọi là
nhân đôi cái hiện tượng tăng sinh của virus, tức là cái tình trạng miễn dịch của cơ thể chúng ta nó đang kém. Như vậy triệu chứng khởi đầu là những triệu chứng này, nhưng nếu bệnh nhân càng có nhiều triệu chứng thì cũng báo động cho chúng ta thấy đây là một cái trường hợp chúng ta cần phải theo dõi sát. Và một trong những cái triệu chứng mà chúng tôi cần lưu ý ở đây các bạn, để mà giúp các bạn nhận biết là người này có nhiễm coronavirus hay không, đó là cái triệu chứng mất mùi và mất vị. Đây là cái triệu chứng khá là đặc trưng. Đó, nên khi ở chỗ nào những người có nhiều người chưa có những cái triệu chứng nhiễm CV rõ ràng nhưng bắt đầu khởi đầu có nhiều triệu chứng mất mùi mất vị, thì đó là những dấu hiệu sớm mà cảnh báo là coronavirus đã bắt đầu xuất hiện trong cơ thể của chúng ta. Và quan trọng nhất trong vấn đề thăm khám là chúng ta phải phát hiện ra những cái triệu chứng cảnh báo báo động của cái con virus này. Tất nhiên rồi, nếu bệnh nhân khai được triệu chứng khó thở thì chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng ngoài ra có những triệu chứng khác, ví dụ như đau tức ngực, những triệu chứng ví dụ như tự nhiên bệnh nhân lười biếng không ra khỏi giường, những cái triệu chứng gián tiếp để cho chúng ta thấy là có một cái tình trạng là giảm oxy ở trong toàn bộ cơ thể của mình, những triệu chứng như là kém tỉnh táo, bệnh nhân hay say sẩm mặt mày, còn những triệu chứng nặng ví dụ như là da niêm xanh tím rồi lú lẫn hay là gì thì nó quá rõ rồi. Nhưng mà cái triệu chứng rất rất là quan trọng chúng tôi muốn lưu ý ở đây đó là chúng ta theo dõi cái giá trị SpO2 hàng ngày của bệnh nhân. Có rất là nhiều những cái tác giả trên thế giới thì người ta nói là cái việc theo dõi SpO2 này đôi khi á nó cũng không có chính xác, nhưng theo bản thân tôi á, nếu chúng ta dặn dò bệnh nhân kỹ, chúng ta có những cái biện pháp mà đánh giá kỹ thì đây là một trong những cái dấu hiệu rất là nhạy để chúng ta nhận biết được bệnh nhân bắt đầu có khởi động những cái triệu chứng báo động sớm, virus bắt đầu tấn công xuống cái phổi của mình. Như vậy thì ra là cái triệu chứng báo động sớm đó chính là cái pulse oximeter, và điều này cũng đã được chứng minh ở trên thế giới rất là nhiều. Rất là nhiều các tác giả ở trên thế giới, ở tại châu Âu cũng như ở Mỹ thì người ta đã làm rất là nhiều nghiên cứu và người ta thấy rằng là gì, pulse oximeter chính là cái chìa khóa để theo dõi bệnh. Và người ta nhận thấy là ở những bệnh nhân mà có cái giá trị SpO2 giảm từ 94-95 trở xuống thì cái tỷ lệ tử vong ở những người này rất là cao. Các anh chị thấy không? Những người mà có SpO2 95-100% tỷ lệ tử vong rất là thấp, nhưng ở dưới 94% thì tỷ lệ tử vong tăng lên gấp 14 lần so với những người đó. Và đồng thời nếu chúng ta có thêm được những cái thang điểm, thêm được những cái biến số khác thì chúng ta sẽ dự đoán cái tử vong của bệnh nhân, dự đoán ngay từ ban đầu để chúng ta theo dõi sát bệnh nhân càng tốt hơn. Như vậy thì pulse oximeter là chìa khóa chính để theo dõi bệnh. Ngoài những cái triệu chứng cơ năng thông thường, những triệu chứng cơ năng báo động, thì trong vấn đề theo dõi cái SpO2, cái pulse oximeter của bệnh nhân á, thì chúng tôi có một cái kinh nghiệm là các anh chị nên theo dõi cho bệnh nhân đo và các anh chị phải quan sát cái giá trị đó. Các anh chị đừng có dựa vào những cái số liệu mà bệnh nhân báo cáo lại với mình, bởi vì thực tế là bệnh nhân họ không thể nào mà có những cái kiến thức y khoa tốt được bằng như chúng ta, trừ khi nào họ được hướng dẫn một vài lần rất là kỹ thì họ sẽ làm được. Thì trong những giai đoạn đầu các anh chị phải hướng dẫn cho bệnh nhân đo SpO2 tối thiểu, cho chúng ta quan sát cái cách đo của bệnh nhân ít nhất trong vòng 1 phút cho mỗi một cái trạng thái. Ở đây chúng tôi không ngừng lại ở vấn đề đo ở cái trạng thái ngồi nghỉ đâu. Phần lớn các anh chị là thường là đo ở trạng thái ngồi nghỉ, và khi mà các anh chị chỉ đo ở trạng thái ngồi nghỉ thì tôi nghĩ rằng là 60-70% các anh chị đã bỏ qua những cái thời điểm rất là quan trọng để chúng ta tác động những cái điều trị tương đối đặc hiệu để làm giảm cái tổn thương phổi. Do đó là trong vấn đề theo dõi chúng tôi đề nghị thêm làm những cái nghiệm pháp khác, ví dụ như cho bệnh nhân chạy qua chạy lại trong phòng 2-3 lần, hoặc là bệnh nhân có thể đi nhanh khoảng 50-60 bước, hoặc là bệnh nhân có thể nằm ngửa. Thì các chị biết rằng gì, những cái tổn thương phổi của bệnh nhân COVID-19 ở giai đoạn sớm thường là nó sẽ nằm ở phía sau lưng. Nếu bệnh nhân nằm ngửa trong khoảng thời gian khoảng chừng cỡ 1 phút và sau đó chúng ta đo cái SpO2 thì chúng ta có thể phát hiện được cái giá trị SpO2 nó tuột so với lại cái giá trị nằm nghỉ. Và tương tự như vậy, do chúng ta không đặt ống nghe được phổi của bệnh nhân, chúng ta có thể cho bệnh nhân nằm nghiêng trái hoặc là nghiêng phải. Đứng về mặt nguyên tắc, một bệnh nhân khi mà chạy đi chạy lại 50 bước mà nếu mà người bình thường
không có bệnh lý tổn thương gì ở phổi, thì cái giá trị SpO2 của chúng ta nó sẽ có thể bằng hoặc là cao hơn lúc cái thời gian bệnh nhân ngồi nghỉ. Bởi vì khi chúng ta chạy qua chạy lại thì chúng ta hít thở nhiều hơn, và lúc bấy giờ SpO2 của chúng ta nó sẽ bằng hoặc là cao hơn chứ không thể nào thấp hơn. Nhưng nếu mà bệnh nhân chạy qua chạy lại, bệnh nhân làm những cái biện pháp vận động mà SpO2 nó tụt, thì chứng tỏ là gì? Cái dự trữ phổi của bệnh nhân ở giai đoạn đó nó đã bắt đầu giảm. À, như vậy thì đó là những cái biện pháp mà theo dõi mà chúng tôi mở rộng ra hơn, thay vì các anh chị chỉ đo SpO2 lúc nằm nghỉ. Ngoài ra thì có một số người rất là kỹ, có thể làm những cái test cho bệnh nhân, test đi bộ 6 phút ha. Bệnh nhân đi bộ tới 6 phút, và sau 6 phút đó chúng ta đi bộ về, nếu mà những người mà khỏe đó thì cái giá trị SpO2 nó sẽ giữ bình thường. Nhưng mà những người mà bắt đầu có hiện tượng tổn thương phổi thì nó sẽ lộ rõ cái hình ảnh nó ra hơn ha. À, một số những cái nghiệm pháp khác mà tôi nghĩ là có lẽ là cũng hơi bị trễ ha, đó là chúng ta đếm nhịp thở của bệnh nhân. À, thực sự ra đếm nhịp thở thì cũng không có dễ ha. À, thì mình phải nói với người nhà là làm sao mà lựa lúc bệnh nhân ngủ và lấy cái camera quay quay trên cái phần bụng của bệnh nhân để đếm cái nhịp thở ha. Cái đếm nhịp thở này thì thường áp dụng nhiều ở các em bé nhiều hơn ha. Rồi, à, chúng ta nhìn sắc mặt bệnh nhân, hoặc là chúng ta nói chuyện với bệnh nhân, chúng ta kêu bệnh nhân đếm. Ví dụ như ngày nào bệnh nhân cũng đếm từ liên tục từ 1 đến 30 thì chắc có lẽ là cũng không có vấn đề gì đáng ngại. Nhưng mà tự nhiên hôm nay bệnh nhân lại đếm xuống có 15, 16, bệnh nhân phải nghỉ lại, bệnh nhân phải ngưng lại, thì chúng ta phải lúc bây giờ phải kiểm soát trở lại cái SpO2 cực kỳ tốt ha. Đó. Rồi, ngoài ra thì các anh chị cũng phải theo dõi cho kỹ cái huyết áp của bệnh nhân. À, chúng tôi nhận xét rằng là gì? Có những bệnh nhân COVID-19 á, ở những cái giai đoạn mà bắt đầu qua bước qua pha 2 đó, thì cái huyết áp của bệnh nhân nó rất là dao động, anh chị biết rồi. Con virus nó tấn công vào các cái thụ thể ACE2 và nó làm cho thay đổi cái rối loạn về vận mạch, nên huyết áp của bệnh nhân rất là dao động. Có một số bệnh nhân là bị cao huyết áp ở giai đoạn này, chúng tôi có thể là ngưng thuốc hạ áp, bởi vì huyết áp bệnh nhân tự nhiên nó trở về bình thường. À, vấn đề đo nhiệt độ cũng vậy, các anh chị cũng phải đo nhiệt độ bệnh nhân khá là thường xuyên, bởi vì là giai đoạn 1 bệnh nhân có thể sốt, thì cái sốt đó thường là cái phản ứng viêm có lợi, nó tạo ra cái phản ứng sốt. Nhưng nếu giai đoạn 2 mà bệnh nhân hết sốt rồi, bệnh nhân sốt trở lại, thì đây là một trong những cái triệu chứng báo động coi chừng bệnh nhân bước vào cái bão cytokine. À, một số những cái máy khác chúng ta cũng có thể nên chuẩn bị ở nhà, ví dụ như đường huyết, đo đường huyết, đặc biệt là những người bệnh nhân bị tiểu đường hoặc thậm chí là những người lớn tuổi. Nếu chúng ta điều trị ở nhà, bắt buộc chúng ta không có những cái nơi nhập viện, hoặc bệnh nhân tình trạng cũng không đến nỗi nào nặng, chúng ta có thể cho bệnh nhân những cái liều corticoid ở mức độ thấp, thì ở những người lớn tuổi đôi khi họ có thể có một cái tiềm ẩn rối loạn dung nạp đường. Nếu chúng ta theo dõi được đường huyết của bệnh nhân và chúng ta có thể tạm thời cho những cái loại thuốc hạ đường huyết trong một khoảng thời gian rất ngắn, thì việc chúng ta giúp cho bệnh nhân mau khỏe lại nó sẽ tốt hơn. Như vậy thì liên một cái quá trình khảo sát, sau khi hiểu rõ được cái sinh lý bệnh, sau khi chúng ta khám rõ được các cái triệu chứng lâm sàng và cái quá trình khảo sát đó liên tục tỉ mỉ, thì chúng ta sẽ phát hiện ra được đúng cái thời điểm mà chúng ta cần phải tác động, chúng ta cần phải ngăn chặn cái sự quậy của cái con coronavirus. Thì ở đây chúng tôi có một số những cái thang điểm ha, cũng giới thiệu với các anh chị ở đây. Với những cái giá trị SpO2, các anh chị có thể tham khảo thêm. Và khi chúng tôi đo ở đây, chẳng hạn chúng ta đo ở một bệnh nhân lúc nghỉ SpO2 là 99, nhưng mà khi đo lại lúc bệnh nhân đo đi bộ 50 bước, thấy còn 96, thì rõ ràng bệnh nhân này đã bắt đầu có thể chuyển dạng sang cái pha thứ hai. Chúng tôi có một số những cái thang điểm các anh chị có thể tham khảo thêm, ví dụ như điểm recap. Trong thang điểm này có thể đánh giá từ đầu những cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân ngay từ đầu. Thì các thang điểm nó là một cái công cụ hỗ trợ dự đoán xem cái tương lai, cái số tử vi của cái em coronavirus này có thuộc cái hàng siêu quậy hay không. Một số những cái thang điểm khác mà nó có lồng ghép thêm với những cái tuổi của bệnh nhân, với những cái bệnh nền của bệnh nhân, ví dụ như thang điểm NEWS, thang điểm Quick COVID-19 hoặc là thang điểm VACO chẳng hạn. Đó, thì chúng ta phải phối hợp rất là nhiều yếu tố để chúng ta dự báo khả năng bệnh nhân này phải theo dõi sát, hay là bệnh nhân này có thể là chỉ là những người là diễn tiến nhẹ thôi. Đó. Rồi.
Như vậy thì sau cái phần đầu tiên chúng ta tiếp cận với bệnh nhân, chúng ta có đầy đủ những cái phần thăm khám rất là tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ lưỡng, và những cái phần dự báo về cái diễn biến của cái bệnh nhân, thì bắt đầu chúng ta phải có những cái hệ thống khám, điều trị và làm bệnh án theo dõi tiếp tục kỹ lưỡng. Sau đó thì chúng tôi mỗi ngày tối thiểu chúng tôi sẽ bắt bệnh nhân post lại những cái clip ở trên những cái hệ thống Zalo hoặc là những cái hệ thống theo dõi internet, những cái hệ thống theo dõi điện tử đó, thì các bệnh nhân sẽ post cho tôi xem những cái clip này. Đó, thì và những cái giá trị theo dõi SpO2 lúc nghỉ hoặc là lúc vận động, chúng tôi vẽ lại thành những cái sơ đồ. Và khi vẽ những sơ đồ đó thì ở những thời điểm nào chúng tôi cần phải tác động nhiều hay ít, chúng ta đâu biết được lúc nào nó quậy nhiều quậy ít đúng nào. Đó, thì chúng ta sẽ gia giảm những cái liều thuốc, đặc biệt là trong cái giai đoạn 2 thì cái vai trò của những cái thuốc điều hòa miễn dịch nó rất là quan trọng, và chúng tôi sẽ gia giảm. Và chính vì cái sự theo dõi sát và gia giảm cái liều lượng của thuốc corticoid như vậy thì chúng tôi đã hạn chế rất là nhiều những cái tác dụng phụ do cái nhóm thuốc này mang lại, và đồng thời chúng tôi cũng hạn chế rất là nhiều những cái tổn thương mà do chúng ta bỏ sót, chúng ta bỏ qua những giai đoạn mà virus nó tấn công mình, để mà cái phổi của bệnh nhân sau khi điều trị nó vẫn còn lành lặn. Thì ở đây chúng tôi có những cái bảng và chúng tôi bắt bệnh nhân, chúng tôi yêu cầu bệnh nhân là mỗi ngày nếu theo dõi thì phải ghi vào cho chúng tôi những cái triệu chứng của bệnh nhân ở đây, ghi vào cho chúng tôi những cái giá trị SpO2, ghi vào những cái sinh hiệu của bệnh nhân, rồi đồng thời khi chúng tôi đọc lại những cái triệu chứng này, chúng tôi sẽ khảo sát được những cái diễn tiến của bệnh, và chúng tôi sẽ cho những cái nhóm thuốc thích hợp ở đây. Thì xem như chúng ta đã làm được một cái bệnh án điện tử ha, bệnh án Excel, và cái người bác sĩ sẽ mỗi ngày sẽ đem cái bệnh án nó xuống, bởi vì có quá nhiều bệnh nhân chúng ta không thể nào nhớ hết nổi, và chúng ta đem cái bệnh án nó xuống do chính bệnh nhân điền cho mình ha, và mình vừa hỏi bệnh nhân và mình vừa bảo bệnh nhân điền vào. Thì có những bệnh nhân mà họ 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 không có hợp tác được làm thì chúng tôi sẽ nhờ các em sinh viên, cũng như là có khi thì đôi khi chúng tôi phải giúp bệnh nhân làm những cái bệnh án điện tử này. Thì trong cái hướng dẫn này thì các anh chị thấy rất là rõ ràng ở những giai đoạn nào, và Bộ Y tế đã phân những cái nhóm bệnh nhân nhẹ, trung bình, nặng, và ở những giai đoạn nào chúng ta phải sử dụng những cái nhóm thuốc nào, thì các anh chị có thể khảo sát thêm. Và cái điều cuối cùng chúng tôi muốn nhấn mạnh là cái sự hợp tác với bệnh nhân. Đôi khi ở nhà bệnh nhân phải có những cái loại máy đo SpO2, muốn thành công thì chúng ta phải có những cái loại máy đo như vậy, chúng ta phải có theo dõi nhiệt độ, chúng ta phải có máy đo huyết áp. Cái sự hợp tác của bệnh nhân, nếu trong những trường hợp chúng ta đắn đo suy nghĩ có nên cho thuốc corticoid hay không, cho ở liều bao nhiêu, bệnh nhân đã hết bão chưa, chúng ta cần phải rút lui liều corticoid như thế nào, đôi khi chúng ta phải làm lại những cái xét nghiệm. Và thậm chí có những bệnh nhân hỗ trợ chúng tôi đến mức là gì, sẵn sàng có thể đi vô bệnh viện để có thể chụp lại những cái phim và có sự hỗ trợ của cả y tế địa phương, có thể cung cấp cho chúng ta những cái nhóm thuốc mà hiện tại cần thiết để điều trị cái kháng virus trong giai đoạn đầu, đó là cái monopiravir chẳng hạn. Và đối với mỗi bệnh nhân chúng tôi đều ghi toa cho bệnh nhân hàng ngày, và cái toa này nó sẽ thay đổi hàng ngày chứ không không thể cố định được, bởi vì đây là một cái bệnh rất là dao động. Và tới đây thì cái phần trình bày của chúng tôi cũng đã khá dài rồi, không biết là đã có lố giờ không, nhưng mà xin phép ban tổ chức cho tôi được nói thêm một vài cái slide nữa, nó rất là quan trọng. Tới đây thì chúng ta rất là mệt rồi, nhưng mà chưa hết các bạn. Cái hậu hậu vị của cái COVID nó sẽ là long COVID. Như vậy để giảm cái hậu vị đó thì chúng ta phải làm cái gì? Những cái bước thực hiện chung chúng tôi kết luận lại phải chuẩn bị trước, để trước khi theo dõi bệnh nhân là chúng ta phải đánh giá lâm sàng, chúng ta phải huấn luyện bệnh nhân, chúng ta phải cung cấp những cái dụng cụ, những cái tài liệu hướng dẫn thích hợp, chúng ta phải set up một cái quy trình theo dõi rất là chặt chẽ, hướng dẫn bệnh nhân theo dõi tối thiểu là 2 đến 3 ngày một lần, và sẽ có những cái biện pháp điều trị thích hợp ở những cái giai đoạn thích hợp, khi nào cần thiết cho corticoid đây, khi nào bệnh nhân có thể giảm liều, khi nào chúng ta có thể ngưng liều được. Thì muốn trả lời những câu hỏi này thì chúng ta phải theo dõi bệnh nhân rất là chặt chẽ và đồng thời chúng ta phải có một sự kết nối với một cái hệ thống chăm sóc sức khỏe bên cạnh những cái khu vực cấp cứu, để chúng ta kịp thời
chuyển bệnh nhân đến những cái đơn vị cấp cứu kịp thời. Và cái nguyên tắc là gì? Chúng ta không chủ quan, chúng ta phải theo dõi liên tục, và cái pulse oximeter là một cái chìa khóa. Ở đây các anh chị thấy chúng tôi vẽ, chúng tôi lượm được có được một cái hình thấy khá là xin phép được chia sẻ ở đây. Một người chúng ta nhìn thấy rất là vui vẻ yêu đời, nhưng đứng sau lưng nó là một cái con khủng long đang trực chờ ăn thịt người này bất kỳ lúc nào. Và cái con corona này nó có những cái trap, những cái hố chúng ta có thể bước, chúng ta phải lọt vô những cái hố bất kỳ lúc nào. Như vậy để giảm thiểu những cái trap, những cái hố như vậy, thì chúng ta phải biết được cái bệnh này diễn biến khi nào có bão, và chúng ta phải tiên lượng ngay từ đầu. Và những bệnh nhân nào có khả năng cao sẽ có bão thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những cái tình huống này. Đây là một cái hình rất là nổi tiếng trong những cái bài báo của Nature Review. Thì các anh chị thấy là một cái cơn bão tàn phá, khi đi qua thì nó tàn phá rất là dữ dội. Nếu chúng ta để nó ở những giai đoạn tàn phá dữ dội thì chúng ta không còn gì để làm nữa. Chúng ta nên tiên lượng sớm ngay từ giai đoạn ở bão, từ ở rất xa ha. Có hệ thống gọi là dự báo thời tiết, chúng ta đã nên tiên lượng sớm. Khi mà gió bắt đầu thổi nhẹ lên thành phố chúng ta đã phải tác động rồi, đã có những biện pháp để chống bão rồi. Và nếu bão thực sự, những bệnh nhân đến gặp mình ở những giai đoạn nó trễ quá, bão thực sự đổ bộ lên rồi, thì cái tác động của chúng ta phải rất là mạnh bạo. Thậm chí là chúng ta nên khuyên bệnh nhân phải nhập viện. Chứ chúng ta đừng để đến những giai đoạn còn lại là những cây đổ, cành đổ ha, thì lúc bấy giờ cái việc điều trị bệnh nhân nó không còn có cái giá trị cao nữa, mà cái công sức của chúng ta bỏ ra thì rất là nhiều. Như vậy việc tiên lượng sớm, việc nhận biết sớm cái bão xảy ra, công sức chúng ta mặc dù là cũng có khá là nhiều đó, nhưng mà cái kết quả nó lại cao. Trong khi đó nếu chúng ta để cho bão nó đã xảy ra rồi, công sức bỏ ra nhiều gấp đôi, nhiều gấp ba, tốn kém nhiều hơn nhiều, nhưng mà cái kết quả mang lại thì nó rất là thấp. Và đây là một cái căn bệnh nguy hiểm đang chuyển động. Nhưng tới thời điểm này, những cái issue mà update cho tới cuối tháng 11 vừa rồi, thì Tổ chức Y tế Thế giới vẫn còn nói là gì? Corticoid và những cái thuốc mà kháng interleukin 6 vẫn còn có hiệu quả đối với những cái chủng này. Những cái vấn đề về vaccine hay gì thì hiện tại câu trả lời nó vẫn chưa có rõ ràng, nhưng cái điều trị nó vẫn không hề thay đổi. Và để mà có một cái kỹ năng thành công trong cái điều trị này thì chúng tôi nghĩ rằng là gì, các bạn nên cập nhật kiến thức liên tục, nên trau dồi những cái kỹ năng thăm khám từ xa của mình liên tục. Chúng ta phải dựa vào những cái kiến thức căn bản về khoa học, về triệu chứng, về lâm sàng, những cái kiến thức căn bản về cá thể hóa điều trị tinh thần bệnh nhân. Đồng thời chúng ta cũng phải áp dụng được những cái nghiên cứu ở trên thế giới ha, có một cái tính thuyết phục rất là cao, bởi vì COVID-19 hiện tại người ta chứng minh nó vẫn là một cái loại bệnh đáp ứng rất tốt với lại steroid. Tuy nhiên là cái thời gian điều trị thì nó rất là critical, nó rất là gọi là chủ thể, là chúng ta không được quá trễ mà chúng ta cũng không được quá sớm. Và với một cái cách điều trị theo dõi như vậy thì người ta cũng đã chứng minh được là gì, chúng ta có thể làm giảm được cái tần suất khám cấp cứu của bệnh nhân, chúng ta cũng có thể làm giảm được cái tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân, chúng ta làm giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân, và đặc biệt rất là quan trọng, chúng ta có thể làm giảm cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Thì sắp tới bước qua gần năm 2020 rồi, thì xin kính chúc tất cả các bác sĩ và gia đình có nhiều sức khỏe, và sẽ cùng nhau chúng ta cùng thành công trong cái vấn đề mà điều trị những bệnh nhân COVID ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, hạn chế làm sao họ phải nhập viện và hạn chế để lại những cái di chứng hậu COVID cho bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn tất cả sự theo dõi của các anh chị.